Xin chào cô chú anh chị các bạn đến với channel Lụa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Lụa đã soạn xong đề số 3 của đề thi lý thuyết lái xe tiểu bang Texas năm 2023. Thì bộ đề này cũng giống những bộ đề trước, mình sẽ có 40 câu và mọi người cùng luyện qua xem mình đúng được 70% trở lên trong bộ đề này không nha. Câu số 1. Hai xe gặp nhau ở đoạn đường đèo dốc mà không xe nào vượt được, xe nào được quyền ưu tiên? A. Xe đến trước. B. Xe đang xuống dốc. C. Không xe nào được quyền ưu tiên. D. Xe lên dốc. Đáp án đúng của mình là D. Xe lên dốc được quyền ưu tiên. Khi hai xe gặp nhau trên đường đèo dốc mà không xe nào vượt được thì xe xuống dốc phải nhường ưu tiên cho xe lên dốc, bởi vì xe đang xuống dốc có nhiều khả năng kiểm soát hơn khi lùi. Câu số 2. Bàn tay và cánh tay cong 90 độ và hướng xuống dưới cho biết ý định gì của người lái xe? A. Rẽ phải. B. Rẽ trái. C. Đi thẳng. D. Giảm tốc độ hoặc dừng lại. Đáp án đúng là D. Giảm tốc độ hoặc dừng lại. Câu số 3. Để tránh phanh gấp vào phút chót hoặc rẽ phải đột ngột, bạn nên nhìn về phía trước ít nhất là bao nhiêu giây khi lái xe trong thành phố? A. 5 giây. B. 20 giây. C. 15 giây. D. 10 giây. Đáp án đúng của mình là D. 10 giây. Để tránh phanh gấp vào phút chót hoặc là rẽ phải đột ngột, bạn nên quan sát kỹ đường đi. Phía trước xe của bạn ít nhất là 10 giây. Khi lái xe trong thành phố, 10 giây là khoảng hợp lý. Với tốc độ 70 dặm một giờ trên đường cao tốc liên bang, 10 giây là gần 2 phần 10 dặm. Câu số 4. Tín hiệu mũi tên màu đỏ ở ngã tư cho biết điều gì? A. Xe chuyển hướng phải dừng lại. B. Các phương tiện rẽ phải đi với tốc độ như nhau. C. Khi rẽ phải tăng tốc độ và rẽ nhanh. D. Các phương tiện rẽ cần phải giảm tốc độ. Đáp án đúng của mình là A. Xe chuyển hướng phải dừng lại. Câu số 5. Điều gì có thể xảy ra nếu bạn lái xe với tốc độ cao trên đường ướt? A. Bị lạng lách. B. Bị trượt trên bề mặt nước. C. Bị bám đuôi. D. Bị tăng tốc không nhận thức, vận tốc hóa. Đáp án đúng của mình là B. Bị trượt trên bề mặt nước. Trên đường ướt ở tốc độ lên đến 35 dặm một giờ, lớp xe hiện đại thường sẽ tự thoát nước để duy trì tiếp xúc với đường. Tuy nhiên, ở những vùng nước bị sâu, tốc độ cao hơn, hoạt động thoát nước của lớp xe trở nên kém hiệu quả hơn và lớp xe bắt đầu trượt trên bề mặt nước giống như là ván trượt nước. Điều này được gọi là hydroplaning. Nó có thể dẫn đến mất phanh, mất kiểm soát. Để tránh bị trượt nước thì hãy giảm tốc độ. Câu số 6. Biển báo gì thường có hình thoi với chữ hoặc biểu tượng màu đen trên nền vàng? A. Biển báo điều tiết thông thường. B. Biển cảnh báo. C. Dấu hiệu dịch vụ. D. Dấu hiệu về điểm đến. Đáp án đúng là B. Là biển cảnh báo. Các biển cảnh báo cho bạn biết các điều kiện sắp xảy ra và cho bạn biết cần tìm kiếm điều gì. Có thể có nguy hiểm trên đường, thay đổi hướng hoặc một số tình huống khác mà bạn nên biết. Biển cảnh báo thường có hình thoi với chữ màu đen hoặc ký hiệu trên nền màu vàng. Câu số 7. Biển báo này cho biết điều gì? A. Xe cấp cứu. B. Xe có sức chứa lớn. C. Thiết bị hỗ trợ di chuyển bằng điện. D. Xe chạy chậm. Đáp án đúng của mình là D. Xe chạy chậm. Biểu tượng hình tam giác màu cam phản chiếu ở phía sau phương tiện, xác định phương tiện đó là phương tiện di chuyển chậm. Theo luật Texas, định nghĩa là bất kỳ phương tiện nào sau đây. Thứ nhất, phương tiện không phải là thiết bị hỗ trợ di chuyển cá nhân bằng điện có tốc độ tối đa là 25 dặm một giờ trở xuống. Thứ hai, một phương tiện được kéo bởi một phương tiện khác có tốc độ tối đa là 25 dặm một giờ hoặc thấp hơn. Thứ ba là xe do súc vật kéo. Các phương tiện di chuyển chậm bao gồm máy kéo nông trại, một số máy móc xây dựng đường bộ. Nếu bạn đến gần một trong những phương tiện này, hãy giảm tốc độ và tiếp tục một cách thận trọng. Kiên nhẫn, người lái xe có thể tấp vào lề để cho bạn vượt qua.
Câu số 8. Tại một giao lộ, một vạch liền màu trắng cắt ngang đường có nghĩa là bạn phải làm gì cho một tín hiệu hoặc biển báo giao thông? A. Dừng lại sau khi qua vạch. B. Dừng lại trước khi qua vạch. C. Băng qua vạch. D. Chạy chậm lại sau khi qua vạch. Đang đúng là B. Dừng lại trước khi qua vạch. À, câu này tương đối dễ, tuy nhiên mình cần phải đọc kỹ và biết được cái ý định của câu hỏi là gì. Câu số 9, phát biểu nào sau đây về việc vượt xe là sai? A. Không được vượt nhiều xe cùng một lúc. B. Bạn có thể vượt quá tốc độ cho phép để vượt nhanh. C. Không bám theo xe khác đang vượt xe trước mặt bạn. D. Tránh vượt bên phải trừ khi bạn có thể làm điều đó một cách an toàn. Đáp án đúng của mình là B. Bạn có thể vượt quá tốc độ cho phép để vượt nhanh. Đây là câu phát biểu sai. Mọi người nên cần đọc kỹ đề là người ta đang tìm ra câu nào sai. Ở Texas, việc vượt quá tốc độ cho phép luôn là bất hợp pháp, ngay cả khi là vượt xe khác. Hãy chắc chắn rằng bạn có thời gian và không gian để vượt qua một cách an toàn. Câu số 10. Biển báo này cho biết điều gì? A. Được phép rẽ trái khi mũi tên màu xanh lá cây sáng. B. Chỉ được phép rẽ trái khi đèn tín hiệu xanh không sáng. C. Được phép rẽ trái khi tín hiệu đèn xanh sáng và không có phương tiện nào đang chạy tới. D. Không được rẽ trái khi mũi tên màu xanh hết sáng. Đáp án đúng là C. Được phép rẽ trái khi tín hiệu đèn xanh sáng và không có phương tiện nào đang chạy tới. Biển báo này thường được đặt tại một giao lộ, có kết hợp với các tín hiệu bao gồm là một mũi tên màu xanh lá cây chỉ sang trái. Khi mũi tên màu xanh lá cây sáng lên, bạn có thể rẽ trái như một lối rẽ được bảo vệ. Giao thông ngược chiều sẽ bị dừng lại ở đèn đỏ. Biển báo này còn cho biết rằng khi mũi tên màu xanh lá cây tắt và đèn xanh vẫn còn sáng liên tục, bạn vẫn có thể rẽ trái. Nhưng bây giờ bạn phải nhường đường cho các phương tiện đang chạy tới trước khi rẽ. Câu số 11. Nếu động cơ chết máy khi bạn đang lái xe trên một khúc cua, bạn nên làm gì? A. Cố gắng khởi động lại động cơ trên đường. B. Nhả chân ga. C. Giữ chặt tay lái và cho xe đi thẳng. D. Tấp vào lề đường bên phải. Đáp án đúng là D. Tấp vào lề đường bên phải. Nếu động cơ của bạn chết máy khi bạn đang lái trên một khúc cua, hãy kéo vô lăng bằng cả hai tay và lái sang bên phải đường. Nếu xe của bạn có trợ lực lái, việc mất công suất động cơ sẽ dẫn đến mất trợ lực nên bạn sẽ cần tác dụng nhiều lực hơn nữa trên vô lăng. Phanh cho đến khi dừng lại. Chuyển sang chế độ đổ hoặc số 0 và cố gắng khởi động lại động cơ. Câu số 12. Điều khiển xe với giấy phép không hợp lệ trong lần thứ hai bị phạt như thế nào? A. Bị phạt tiền lên tới 500 đô và hoặc phạt tù không quá 180 ngày. B. Bị phạt tiền lên tới 500 đô và hoặc phạt tù không quá 365 ngày. C. Bị phạt tiền lên tới 2.000 đô và hoặc phạt tù không quá 180 ngày. D. Bị phạt tiền lên tới 4.000 đô và hoặc phạt tù không quá 180 ngày. Án đúng của mình là C. Điều khiển xe với giấy phép không hợp lệ trong lần vi phạm thứ hai là bị phạt 2.000 đô và tù không quá 180 ngày. Câu số 13. Nếu bạn sắp dừng hoặc giảm tốc độ ở nơi mà những người khác có thể không ngờ tới, bạn nên làm gì để cảnh báo cho những người phía sau? A. Đạp nhanh bằng đạp phanh 3 hoặc 4 lần. B. Thổi còi của bạn. C. Bật đèn báo nguy hiểm của bạn. D. Chuyển làn đường nhanh chóng. Đáp án đúng của mình là A. Đạp nhanh bằng đạp phanh 3 hoặc 4 lần. Câu 14. Biển báo này cho biết điều gì? A. Con đường phía trước có một chỗ gập ghềnh. B. Phía trước có dải phân cách. C. Phía trước là một ngọn đồi. D. Con đường phía trước có một chỗ rũng. Đáp án đúng là A. Con đường phía trước có một chỗ gập ghềnh. Câu 15. Khi quay đầu xe thì không được làm gì? A. Nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ. B. Ra tín hiệu rẽ. C. Đi vào một khúc cua trên đường hoặc gần một ngọn đồi mà không có đủ tầm nhìn.
D. Nhường quyền ưu tiên cho xe ngược chiều. Đáp án đúng là C. Khi quay đầu xe thì không được đi vào một khúc cua trên đường hoặc gần một ngọn đồi mà không có đủ tầm nhìn. Câu số 16. Để nhìn rõ hơn trong sương mù, mưa hoặc tiết, bạn hãy sử dụng A. Đèn pha chiếu gần. B. Đèn bên trong xe. C. Đèn pha chiếu xa. D. Đèn khẩn cấp. Đáp án đúng là A. Đèn pha chiếu gần. Câu 17. Khi đang lái xe, nói chuyện điện thoại di động có thể làm tăng nguy cơ bị đụng xe bao nhiêu lần? A. 2 lần. B. 3 lần. C. 4 lần. D. Cần một số yếu tố khác nữa. Đáp án đúng là C. 4 lần. Trong khi bạn đang lái xe, nói chuyện điện thoại di động sẽ làm tăng khả năng gặp tai nạn lên tới 4 lần. Điều này là do cuộc trò chuyện đang làm mình mất tập trung khi lái xe. Còn gửi tin nhắn văn bản trong khi bạn đang lái xe sẽ làm tăng khả năng gặp tai nạn lên tới 8 lần. Câu số 18. Xe mới mua phải đăng ký chủ sở hữu trong vòng bao nhiêu ngày? A. 15 ngày. B. 30 ngày. C. 45 ngày. D. 60 ngày. Đáp án đúng của mình là B. Xe mới mua phải đăng ký chủ sở hữu trong vòng 30 ngày. Câu 19. Không nhường đường khi lái xe mà gây thương tích nghiêm trọng cho người khác bị phạt như thế nào? A. Phạt tiền từ 500 đô đến 2.000 đô. B. Phạt tiền từ 500 đô đến 1.000 đô. C. Phạt tiền từ 1.000 đô đến 2.000 đô. D. Phạt tiền từ 1.000 đô đến 4.000 đô. Đáp án đúng của mình là D. Phạt tiền từ 1.000 tới 4.000. Câu 20. Nếu bạn chuẩn bị vượt một chiếc xe đạp ở ngay bên phải và một phương tiện đang chạy tới đang tiến về phía bạn ở bên trái, bạn nên làm gì? A. Giảm tốc độ nhường cho xe vượt lên trước. B. Bấm còi để báo cho xe đang tới. C. Bấm còi để báo cho xe đạp. D. Tăng tốc và vượt xe đạp trước. Đáp án đúng của mình là A. Giảm tốc độ và nhường cho xe vượt trước. Đôi khi bạn cần phải đối phó với từng mối nguy một. Nếu bạn chuẩn bị vượt một chiếc xe đạp và một chiếc xe ngược chiều hoặc là đang tiến đến, hãy giảm tốc độ để cho chiếc xe đó vượt lên trước để bạn có nhiều chỗ hơn cho chiếc xe đạp. Sau đó di chuyển sang bên trái để có thể có khoảng trống vượt xe đạp. Câu 21. Mưa, tuyết và băng làm giảm khả năng nhìn phía trước của bạn và có thể khiến đường trơn trượt hơn. Để có thể dừng lại an toàn, bạn nên A. Tăng tốc độ của bạn. B. Thay đổi làn đường thường xuyên. C. Tăng khoảng cách với xe phía trước. D. Sử dụng đèn pha chiếu xa. Đáp án đúng là C. Tăng khoảng cách với xe phía trước. Thời tiết xấu yêu cầu tốc độ thấp hơn, bạn nên đi theo các phương tiện khác ở khoảng cách xa hơn. Mưa, tuyết và băng làm giảm khả năng nhìn phía trước của bạn và tăng khoảng cách phanh để dừng xe của bạn. Trong những điều kiện như vậy, hãy tăng khoảng cách theo sau xe khác và đạp phanh sớm hơn và nhẹ nhàng hơn bình thường. Câu số 22. Nếu lốp xe đột nhiên bị xẹp khi đang lái, bạn nên làm gì? A. Đi sát vào phần đường bên trái. B. Thắng hoặc phanh để dừng trên đường. C. Tăng tốc độ. D. Giữ chặt vô lăng và cho xe đi thẳng. Đáp án đúng là D. Giữ chặt vô lăng và cho xe đi thẳng. Nếu lốp xe đột ngột bị xẹp, hãy giữ chặt vô lăng và cho xe đi thẳng. Mình giảm tốc độ bằng cách nhấc chân khỏi bàn đạp ga và đạp nhẹ thắng hoặc phanh. Câu số 23. Khi gặp xe tải đi bên cạnh, hãy tránh sang một bên càng xa càng tốt để ngăn chặn điều gì? A. Một tai nạn bên hông xe. B. Va chạm từ phía trước. C. Một cú va chạm trực tiếp. D. Va chạm từ phía sau. Đáp án đúng là A. Một tai nạn bên hông xe. Khi gặp xe tải chạy bên cạnh, hãy tránh sang một bên càng xa càng tốt để tránh bị lạng sang hai bên xe và bị luồng gió xoáy giữa hai xe, gây có nguy cơ tai nạn cao. Câu 24.
Khi rẽ trái ở giao lộ hoặc vào hẻm hoặc vào lối ra vào, bạn phải nhường quyền ưu tiên cho A. Tất cả lưu lượng xe đến từ cùng một hướng, B. Tất cả các xe đến từ hướng ngược lại, C. Tất cả xe bên phải xe của bạn, D. Tất cả các xe phía sau xe của bạn. Đáp án đúng là B. Tất cả các xe đến từ hướng ngược lại. Khi rẽ trái tại một giao lộ hoặc vào một con hẻm hoặc là vào cái lối ra vào, hãy nhường quyền ưu tiên cho tất cả các phương tiện đi từ hướng ngược lại. Câu 25. Bạn có thể tránh được sự dừng lại một cách đột ngột bằng cách nào? A. Phát hiện sớm các mối nguy hiểm. B. Thắng hoặc phanh gấp. C. Bám sát các phương tiện khác. D. Chuyển làn nhanh chóng. Đáp án đúng là A. Để tránh được sự dừng xe một cách đột ngột, mình phải phát hiện sớm các mối nguy hiểm. Câu 26. Nếu bạn đang đến gần một giao lộ và nhìn thấy đèn giao thông màu vàng sáng liên tục, bạn nên làm gì? A. Quay lại. B. Đi đường vòng bên trái. C. Dừng lại nếu nó là an toàn để làm như vậy. D. Tăng tốc độ. Đáp án đúng là C. Dừng lại nếu là an toàn để làm như vậy. Đèn giao thông màu vàng cho biết là đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ. Nếu bạn đã ở trong giao lộ, hãy tiếp tục di chuyển và qua giao lộ một cách an toàn. Nếu bạn chưa ở trong giao lộ, hãy dừng lại nếu thấy an toàn. Tuy nhiên, đừng có dừng đột ngột vì có nguy cơ bị trượt bánh hoặc là bị đâm từ phía sau. Nếu bạn không thể dừng lại an toàn, hãy thận trọng đi qua giao lộ. Đừng bao giờ tăng tốc để cố gắng né đèn trước khi đèn chuyển sang màu đỏ. Câu 27. Trên một con đường nhiều làn, có nhiều làn cùng chiều với bạn. Bạn phải sử dụng làn đường nào để vượt? A. Làn đường ở giữa hoặc bên trái. B. Làn đường ngoài cùng bên phải. C. Làn đường bất kỳ. D. Làn đường ở giữa. Đáp án đúng là A. Làn đường ở giữa hoặc bên trái. Câu số 28. Khi chuẩn bị rời khỏi chỗ đậu xe song song thì bạn nên A. Nhìn qua vai bạn. B. Biểu thị ý định của bạn bằng cách ra hiệu. C. Nhìn vào gương của bạn. D. Tất cả những điều trên. Đáp án đúng là D. Tất cả những điều trên. Khi mà chuẩn bị rời khỏi chỗ đậu xe song song, bạn nên nhìn qua vai cũng như là nhìn vào gương, cho biết ý định của bạn bằng cách là bật đèn báo hiệu, sau đó đợi cho đến khi đường giao thông thông thoáng trước khi bạn gia nhập vào tham gia giao thông. Tham gia giao thông ở làn đường gần nhất và ở yên trong làn đường đó cho đến khi an toàn để chuyển sang làn đường khác. Câu 29. Một cái gì cung cấp cho bạn sự bảo vệ tốt nhất có thể trong một vụ va chạm xe hơi và do đó nó cũng là cái tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi một người lái xe say rượu? A. Một bộ công cụ cảm biến với ô tô. B. Cần gạt nước. C. Ghế đệm cong. D. Dây đai an toàn. Đáp án đúng là D. Dây đai an toàn. Dây đai an toàn đã được chứng minh là có thể cứu mạng được nhiều người, ngay cả khi ngồi ở hàng ghế sau. Khi mà xảy ra va chạm, dây đai an toàn có thể ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng cho đầu và cho cơ thể. Câu 30. Nếu trời bắt đầu mưa vào một ngày nắng nóng, hãy cẩn thận vì đường và vỉa hè có thể trơn hơn trong vài phút đầu tiên. Điều này là do A. Nước trong nhựa đường. B. Sự nóng chảy của lốp xe. C. Dầu trong xe. D. Dầu trong nhựa đường. Đáp án đúng là D. Là do dầu trong nhựa đường. Nhiệt làm cho dầu trong nhựa đường nổi lên trên bề mặt và nước mưa sẽ làm lỏng các dầu đó. Điều này làm cho đường trơn trượt hơn bình thường cho đến khi mưa có nhiều hơn, mưa nặng hơn để rửa trôi dầu. Câu 31. Tại giao lộ, tín hiệu mũi tên màu vàng chỉ sang trái có nghĩa là gì? A. Mũi tên màu vàng sắp chuyển sang màu đỏ. B. Bạn có thể rẽ trái sau khi nhường đường cho các phương tiện đang tới. D. Bạn C. Bạn phải tăng tốc. D. Không có điều nào ở trên. Đáp án đúng là A. Mũi tên màu vàng sắp chuyển sang màu đỏ. Một mũi tên màu vàng cố định cảnh báo rằng là nó sắp chuyển sang màu đỏ. Nếu bạn đang đến gần giao lộ và muốn rẽ theo hướng mũi tên, thì hãy dừng lại nếu là thấy an toàn. Nếu không, hãy thận trọng đi vào giao lộ và rẽ theo hướng mũi tên. Có nghĩa là màu vàng vẫn có thể được rẽ trong điều kiện là rẽ an toàn.
Câu 32. Biển báo này cho biết điều gì? A. Một con đường hai chiều bắt đầu ở phía trước. B. Đường cao tốc bị chia cắt kết thúc ở phía trước. C. Một con đường cao tốc bị chia cắt bắt đầu ở phía trước. D. Phía trước làn đường bên phải đã đóng. Đáp án đúng là C. Một con đường cao tốc bị bắt đầu chia cắt ở phía trước. Câu 33. Nếu một vạch màu vàng đứt quãng nằm về phía của bạn so với đường trung tâm, A. Bạn không được vượt qua vạch. B. Bạn chỉ có thể băng qua vạch nếu phía bên kia có vạch màu vàng bị đứt. C. Bạn có thể băng qua vạch để vượt các phương tiện khác. D. Không có điều nào ở trên. Án đúng là C. Bạn có thể băng qua vạch để vượt các phương tiện khác. Câu 34. Người không chấp hành quy định của pháp luật về giao nhau với đường sắt có bị phạt tiền không? A. Bị phạt từ 50 đô đến 200 đô. B. Bị phạt từ 50 đô đến 100 đô. C. Bị phạt từ 100 tới 200. D. Phạt từ 200 tới 500 đô. Đáp án đúng là A. Người không chấp hành quy định của pháp luật về cái việc giao nhau với đường sắt thì bị phạt từ 50 tới 200. Có nghĩa là không chấp hành các quy định của pháp luật về các quy định khi mà gặp đường giao nhau với đường sắt. Câu 35. Nếu bánh sau của bạn bắt đầu trượt, bạn nên làm gì? A. Quay vô lăng về bên trái. B. Quay vô lăng theo hướng trượt. C. Quay vô lăng ngược với hướng trượt. D. Quay vô lăng về bên phải. Đáp án đúng của mình là B. Quay vô lăng theo hướng trượt. Câu 36. Tín hiệu nhấp nháy màu đỏ cho biết bạn phải làm gì trước khi đi xa hơn? A. Rẽ. B. Không dừng lại. C. Giảm tốc độ và tiến hành đi một cách thận trọng. D. Dừng lại. Đáp án đúng là D là dừng lại. Câu 37. Va chạm từ phía sau thường xuyên xảy ra trên đường cao tốc do nhiều tài xế làm gì? A. Theo sát quá. B. Không sử dụng đèn pha. C. Lái xe khi đã uống rượu bia. D. Mất quá nhiều thời gian để hãm phanh hay là đạp thắng. Đáp án đúng là A. Va chạm từ phía sau thường xuyên xảy ra trên đường cao tốc do nhiều tài xế đi theo xe khác quá gần. Câu 38. Nếu bạn nhìn thấy biển báo nhường đường trong làn đường của mình, bạn phải làm gì? A. Giảm tốc độ và dừng lại nếu cần thiết. B. Chuyển sang làn đường bên trái. C. Tiến hành với tốc độ tăng dần. D. Tấp vào lề. Đáp án đúng là A. Giảm tốc độ và dừng lại nếu cần thiết. Câu 39. Để tránh va chạm trực diện nếu có xe ngược chiều trong làn đường của bạn, bạn nên làm gì? A. Giữ tay lái của bạn thẳng. B. Tăng tốc độ. C. Lái sang phải về phía lề đường. D. Lái sang trái về phía giải phân cách. Đáp án đúng là C. Lái sang phải về phía lề đường. Câu 40. Để quay đầu xe trên một con đường hẹp hai chiều, bạn có thể làm gì? A. Quay một lượt tại một điểm. B. Quay một lượt tại 4 điểm. C. Một lượt tại 2 điểm. D. Một lượt tại 3 điểm. Nếu đường quá hẹp để bạn quay đầu xe, bạn có thể quay đầu xe bằng cách rẽ 3 điểm. Thao tác này cũng có thể đưa bạn đi theo hướng ngược lại. Vì vậy, bạn chỉ có thể rẽ 3 điểm khi đường hẹp, có tầm nhìn tốt. Giao thông ở cả hai bên đường đều thông thoáng và được phép rẽ ở đó. Đừng bao giờ cố gắng quay đầu xe trên một con phố đông đúc. Rồi, đây là 40 câu của bộ đề số 3. Mọi người có thể đánh giá lại xem cái đoạn nào mình hay quên, cái đoạn nào mình cần đọc lại trong cuốn sổ tay để đảm bảo là mình nhớ những cái kiến thức cần thiết cho cái đề thi. Và đây là bộ đề lục dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cho nên là có những cái câu thì nó hơi lủng củng một chút, mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên là Lục cũng đã cố gắng thể hiện hết ý của câu hỏi rồi. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và thi được
thuận lợi và may mắn. Những ai mà thấy cái đóng góp của Lụa có mang giá trị cho mọi người thì nhớ bấm cho Lụa một like để video được đề xuất và các anh chị đang ôn thì có thể thấy được video này và ôn một cách dễ dàng hơn. Rồi xin cảm ơn mọi người, xin chúc mọi người luôn được nhiều may mắn.